cha tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều ngồi ngắm áng mây trôi, mẹ quê đun bếp nghèo thơm mùi rơm qua hoi mờ, ôi tình quê chim mến. Xin cha tôi về chương trình thông báo hàng về giới thiệu sản phẩm của cửa hàng em hôm nay. Trước mặt quý các bạn thì em đã trưng bày ra sẵn dàn JVC nhá, bò rừng nhá, model của nó là MXZ570 ạ. Con này về bãi về hình thức là rất còn rất là đẹp nhá các bác nhá. Loa gồm 4 đường tiếng ạ, một bát đường kính rơi vào tầm 18, một chung một chét và một đường tiếng ở trong nữa nhá. Đấy, một đường tiếng một siêu chét ở trong nữa nhá. Bên đây cũng thế ạ. Đấy. Con này chức năng của nó là về chạy full tất cả các chức năng nhá. Em tẹt đĩa CD này. Ba khay đĩa hoạt động hoàn hảo ạ. Rồi. Đấy, đĩa đọc ok nhá. Chất âm của dàn này rất hay các bác ạ. Chơi phòng tầm 30, 35, 40 mét vuông là quá ok. Em chơi để ở ngoài ghế này, diện tích rất là rộng nhưng nghe rất hay các bác ạ. Bên đây là chỉnh bát này. Đấy. Bát chỉnh 4 mức nhá. Tắt này, 1 này, 2 này, 3 này. Mắc là 4. Đấy. Các bác chuyển này là kết nối điện thoại nhá. Chất âm rất hay ạ. Chúng này là chuyển các chế độ này. Rồi, để không làm mất thời gian của các bác, mọi thông tin mua hàng các bác liên hệ số điện thoại trên tấm biển 0981150665. Bác nào gần có đến xem hàng giao lưu với em, địa chỉ phố Lỗi, thị xã Mèo, Hưng Yên. Các bác xem video vui lòng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi nhiều chương trình em hơn nhé. Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày, thắm đường đèn tình quê. Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng của bóng chày, thắm đường đèn tình quê. Bát con này rất là hay các bác ạ. Gân cao su nhá, gân cao su đánh rất hay ạ. Em đã đem đánh sung cái này ạ. Mưa rơi qua xóm nghèo, chạy lòng tôi nhớ đến ai. Bao năm qua rồi em bỏ đi đâu, để tôi nhớ thương từng ngày lệ rơi rớt trên đường dài, chiều buồn mưa bay. Yêu em yêu rất nhiều, kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu.